Neymar. Ô, Neymar làm gì đấy? Thôi anh đừng đóng phim nữa, đóng thuế này. Chúa hề Tây Ban Nha, Đen Vâu. Một nhóm người nổi dậy, tung đòn chí mạng vào mớ lý thuyết giang hồ 800.000 bằng cách không làm mà vẫn có ăn, thậm chí ăn còn rất ngon. Phi vụ triệu đô. Khi một vài công dân bất hảo bị dồn xuống đáy xã hội do quá khứ tiền án tiền sự, họ sẽ chung tay thực hiện vụ cướp vĩ đại thứ nhì lịch sử chỉ sau vụ cướp kho thóc Nhật phát cho nhân dân, giáng một đòn mang tính tuyên ngôn vào hệ thống kinh tế tư bản Tây Ban Nha, và cảnh sát không thể làm gì ngoài việc trông như mấy thằng đần họ Trần. Gặp giáo sư, vị quân sư đứng sau tất cả với tuổi thơ phức tạp, diễn biến tâm lý khó lường và thói quen đẩy kính lên mắt. Râu ria xồm xoàm kiểu Trung Đông, biết vịnh xuân quyền và nắm rõ quy trình an ninh của cảnh sát. Gọi giáo sư là đồ tể vì anh là kẻ cầm đầu. Thứ đầu anh cầm không phải của các cô gái Latin có vòng ba hào phóng, mà một dàn tội phạm với mật danh là tên các thủ đô như Berlin, một nhà văn vở học, ăn sáng bằng chủ nghĩa vị kỷ và xúc miệng bằng tư tưởng Victor Hugo, bị đưa tới sự diệt vong của chính mình bởi cái tôi to như nợ công của nước Mỹ. Hoặc đơn giản là ông này bị cảnh sát bắn chết do sĩ bãi đái. Helsinki và Oslo, cặp sinh đôi duy nhất trên thế giới trông chẳng giống nhau mấy. Như này mới gọi là sinh đôi chứ. Tokyo, người cuối cùng bạn muốn rủ đi ăn cướp, quả bom nổ chậm với cái đầu lúc nào cũng nghiêng sang bên trái, sẵn sàng làm hỏng kế hoạch, bắn vào mồm đồng đội hay gạ trịch bất kỳ ai chỉ vì chị thích thế. Cho tôi một lý do bà này là người dẫn chuyện và vẫn được sống xem nào. Uầy, lý do to và tròn trịa quá nhỉ. Rio, chàng trai 21 tuổi như bao chàng trai 21 tuổi khác, một hacker đại tài, hẹn hò với cô gái nóng bỏng nhất Tây Ban Nha, sở hữu một hòn đảo và nụ cười 88% làm từ ánh nắng mặt trời. 21 tuổi các ông có gì? Nợ môn và tình cảm bị từ chối à? Denver, chàng trai nóng nảy, giàu tình cảm với nụ cười như một chiếc máy nổ sắp hết xăng. Nairobi, nhân vật truyền cảm hứng cho rất nhiều chị em phụ nữ đang xem và bị bắn chết rồi. Đại diện cho luật pháp và công lý Tây Ban Nha chống lại băng cướp đeo mặt nạ Dali là những nhân vật được cho là tốt nhưng trông như những kẻ phản diện như cô cảnh sát đồng thời là một bà mẹ này, cô cảnh sát đồng thời cũng là một bà mẹ này, ông cảnh sát tình báo bị rối loạn cương dương này, ông cảnh sát bị friendzone đến bất tỉnh này, và những vị cảnh sát khác trong lực lượng bảo vệ luật pháp Tây Ban Nha vô dụng. Hoặc chỉ ở đó chĩa súng cho vui, nghĩa là vô dụng. Mấy ông này em ở Việt Nam xem. Quên hai lão này, những người mà ai xem phim cũng ghét. Đúng rồi, bắn chết mẹ đi. Xoắn não cùng băng cướp khét tiếng nhất xứ sở bò tót trong mùa 1 và mùa 2 của Phi vụ triệu đô. Bộ phim là bạn biết Tây Ban Nha không chỉ có túp cầu và đàn guitar của Lorca với những chi tiết sáng tạo đầy âm hưởng lãng mạn như sử dụng kế hoạch của một người đã chết, dẫn đầu bởi một thủ lĩnh có vấn đề về đồng cảm mà về sau bị trói vào ghế, một thành viên gặp vấn đề về sức khỏe và bị bắn, một thành viên khác bị bắt, thoát ra sau đó quay lại, giáo sư bị cảnh sát dí súng vào đầu. Nếu vậy là chưa đủ đồ, quay lại vào mùa 3 và mùa 4 với những chi tiết còn sáng tạo và đầy âm hưởng lãng mạn hơn như sử dụng kế hoạch của một người đã chết, dẫn đầu bởi một thủ lĩnh có vấn đề về đồng cảm mà về sau bị trói vào ghế, một thành viên gặp vấn đề về sức khỏe và bị bắn, một thành viên khác bị bắt, thoát ra, sau đó quay lại, giáo sư lại bị cảnh sát dí súng vào đầu. Từ này, tận hưởng trọn vẹn 38 tập của Phi vụ triệu đô, vụ cướp với mọi kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng, mọi tình huống được tiền lượng hoàn hảo, mọi hành động đều không thừa thãi. Ngoại trừ việc cứ 5 phút mọi người lại trễ súng vào nhau. Nhưng vẫn còn rất nhiều thời gian cho quan tâm đến cảm xúc của nhau, quan tâm đến cảm xúc của con tin, tán tỉnh lẫn nhau, tán tỉnh con tin, làm tình với nhau, làm tình với con tin, hút thuốc,
làm tình trong khi hút thuốc với sự tham gia của tiếng Tây Ban Nha. Pues qué pasa que es un poquito tortillera que no sé qué coño está mirando, qué estás mirando. La tortillera eres tú que te has puesto la pepita como un azucarillo. Como un azucarillo. Tiếng Tây Ban Nha mà bạn thực sự có thể nghe được như professor. 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 Neymar. Ô, Neymar làm gì đấy? Thôi anh đừng đóng phim nữa, đóng thuế này. Chúa hề Tây Ban Nha, Denver và Chân. Lô Kim Lao. Chân. Kriết. Lực lao. Tham ngàn. Tham ngàn. Tham ngàn. Kẹp ngân. Tham ngàn. Kẹp ngân. Chay ni. Tham ngàn. Kẹp ngân. Đai riền. Mì kín. Chui lửa. Phỏng sải. Mìa rắc. Ốp ủn. Mây bụi. Rồi bần già. พัฒนาฉลาดชาติเจริญไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้แค่เลิกเล่าเนี่ย Ai là triệu phú giáo sư lên kế hoạch thì cũng chi tiết các kiểu đấy